cần carbon, khoen Fuji, sắn ít toàn thân, đầu bu chống sắn mà trên 1 triệu một xíu có không anh? Thực sự đây là một cái câu hỏi rất là khó mà anh em cần thủ hay hỏi em An. Nếu mà cách đây khoảng 1 đến 2 năm thì em chịu thua cả nha. Tại vì với những cái chất lượng yêu cầu như vậy thì giá nó phải rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 triệu một cây cả nhà ơi. Nhưng mà ngày hôm nay thì em đã có cả nhà rồi với một mẫu cần mới năm 2024 của Mega. Đó là mẫu cần Fox Dream 2 cả nhà ơi. Và em rất là ưng ý luôn. Tại vì với cái mẫu cần này thì em có thể vừa đánh được nháy thật và vừa đánh được nháy giả nha cả nhà. Như tay trên tay em đang cầm là một mẫu cần chiều dài là 2m4. Như cây này có trọng lượng là 190g cả nhà, 190-90g. Với tải mồi của nó là từ 10-30g dành cho size MH nha. 10-30g và chiều dài là 2m4 đúng không ạ? Ưu điểm của mẫu cần này là khoen Fuji Orin nha cả nhà, Fuji Orin, đầu bu là chấm xoắn được không ạ? Và anh em coi cái thật như giả đều ok. Em thì thường thì em đánh 2m1 nhưng mà em là thích 2m4 rồi cả nhà ơi. Tại vì 2m4 giúp em đánh được xa hơn và cảm giác mình đánh địa hình tự nhiên nó thoải mái hơn rất là nhiều đúng không ạ? Với mẫu cần Fox Game 2 thì với mẫu máy ngang thì sẽ là 2m1 và 2m4 nha, 2m1 size M và 2m4 size MH. Còn với mẫu cần đứng thì bên em An có 2m1 nè, 2m4 nè và có cả 2m7 nữa dành cho anh em thích là đánh xa, đánh nhảy thật đúng không ạ? Bây giờ em An sẽ test một số cái ưu điểm cơ bản để cho cả nhà cùng xem và chiêm ngưỡng mẫu cần này nha. Đầu tiên là em sẽ test tại tỉnh cho cả nhà xem nha. Thường á, thì anh em hay câu cá tầm 1kg cá lóc đúng không ạ? Cá lóc 1kg hoặc là 1,5kg thì anh em sẽ nhắc lên bờ luôn đúng không? Bây giờ em sẽ test với cái chai nước là 1,5 lít nha, đúng không ạ? Thì để xem thử nó có nhắc được 1,5kg không nha. Và với những cái con cá 5-7kg thì anh em phải dùng kẹp nha. Nếu mà anh em dùng không dùng kẹp thì nó sẽ bị rách lưỡi hoặc là quát lưỡi nó rớt mất. Nên là anh em sẽ dùng kẹp nha. Chứ không ai đi nhấc con cá 5-7kg lên bờ hết anh em. Dùng kẹp và nhấc lên. Quên mất. Trước khi mà test tại tỉnh thì em xin phép là bóc tem nha. Bóc tem nha. Lâu lắm rồi mà chưa được bóc tem, mình cần mới nào nha. Wow. Bóc tem nha cả nhà. Rồi, tem mới nha. Cảm giác bóc tem mới nó phê cả nhà. Thì mẫu cần 2m4 này có giá là 1,390 triệu cả nhà, 1,390 triệu nha, rồi là gần 1,4 triệu á. Hôm nay em An sẽ chơi với con máy là Yamato cả nhà, với giá là 690k nha. Combo này thì anh em mua nó phải rơi vào tầm hơn 1 triệu một xíu, hơn 2 triệu một xíu. Dây em đang chơi là dây Bunkin luôn nha, dây Bunkin thì sắp có hàng rồi. Giá bán của dây Bunkin sẽ là 240 một cuộn vậy cả nhà, và bảo hành cho anh em trong vòng 1 tháng nha. Đấy, chơi tuyệt vời luôn anh em. Dây bảo hành 1 tháng. Giờ em An sẽ test tại tỉnh nha cả nhà. Thì đầu tiên thì em đang để trên trước mặt cả nhà đây là một cái chai nước 1,5 lít nha, tương ứng với một con cá 1,5kg. Thực sự là nếu mà để kiếm một con cá lóc 1,5kg ngồi tự nhiên hoặc là từ 1,5kg đến 2kg thì rất là khó luôn nha. Chung là thường thì những cái con cá này anh em hay kéo lên trên bờ xong nó lấy kìm kẹp mình bắt con cá lên nha. Nhưng mà với em An thì sẽ test thực tế anh em là năng tỉnh luôn nha. Đầu tiên sẽ kéo nó xuống dưới đất trước nha. Đây. Cho ngã xuống nè. Đây. Tương tự một con cá đang dùng dãy nha. Rồi. Rồi em sẽ tiến hành nâng lên nha. Rất là nguy hiểm luôn. Thường là những cái cần lua giá trị thì không ai đem ra test tỉnh cho ngài xem đâu. Nhưng mà mang thì có nha. Rồi lên. Ui. Lên. Đó. Ok nha cả nhà. Thì với cái độ cứng và cái độ tích tỉnh như thế này thì anh em có thể yên tâm mà mình nâng cá lên bờ thoải mái nha, mà không lo gãy cần nha. Và đặc biệt là cái mẫu cần Game Pop 2 này nó sẽ có ngọn thay cho cả nhà đúng không ạ? Có ngọn thay cho anh em luôn. Nên là anh em mình cứ yên tâm và sử dụng ha. Theo thì em An sẽ test cái độ ném xa cả nhà nha, để xem thử là với cái cần 24 đúng không ạ? Độ cứng MH và một con máy Yamato. Dây thì có vẻ hơi thiếu nha, dây đang hơi ít nè. Bữa bây giờ chơi bị nảy trà nhiều quá cả nhà, nên là để lại khá là nhiều dây. Thì xem thử là có ném được xa không nha. Nếu mà em vô đầy spoon á, khả năng là ném được rất là xa luôn.
nhưng mà đây mới có 2/3 sabun cả nhà. Thì để xem thử em ăn ném được bao nhiêu mét nha. Theo thì em ăn sẽ test độ ném xa cả nhà, xem thử một cái cần 2m4 size MH thì ném xa cỡ nào nha. Chung là em đang chỉ xài một cái máy cùi thôi, giá tầm 680 một con nha. Máy Mega đúng không ạ? Yamato. Mồi thì em sẽ test hai mẫu nha, đó là mẫu 7g. Một cái mẫu mà anh em rất là hay chơi tầm 6-7g, 8g đúng không ạ? Và một mẫu là 13g, thử xem được có sai không nha. Thì hiện tại em đã vẽ sẵn rồi cả nha. Các vạch từ 0, 5, 10, 15, 20 đến 50 nha. Và em nghĩ là ném 50m là đã rất là xa rồi. Cả nhà có thể xem cái khoảng cách 50m là từ đây tới cây sầu riêng nha. Khá là xa nha. Đúng không? Bình thường thì em thấy anh em hay ném từ có khi là 10m này, có khi là 15m và 20m là thấy ghê rồi. Nhưng mà mấy anh mới tập chơi á. Thì bây giờ em sẽ ném cái mẫu 7g, thử xem được bay được bao nhiêu xa nha. Thì đầu tiên trước khi ném là em sẽ cân lại mồi nha. Cân lại mồi để nó hợp với phần 7g. Bấm sabun xong nó xả mồi cho nó rơi từ từ xuống mà nó không bị rối dây là ok. Thắng thì em sẽ để thắng là số 4. Đúng không ạ? Xả ra một xíu nữa anh em. Rồi, JP Punkin size 2.5 thì phải, em nhớ là 2.5 đó. Rồi ném thử như thế nha. Đứng ở mặt số 0 nha. Xem thử là bao nhiêu mét này. 7g nha. Wow. Hơi hãm một xíu nha, em ăn hơi hãm một xíu rồi. Nhưng mà thôi, để em đi xem, có quay lại vài vòng á, để em đi xem thử là bao nhiêu mét nha. Với mồi 7g, 5 này. Đó là vật 10 nè. 15. 20. 25. 30. Nãy em có quay lại mấy vòng, em tính là thu lại ném lần 2 mà thôi, em không quay nữa đó. Thì ở đây cả nhà. Thì nếu mà em tính là em quay mấy vòng thì khoảng cách nó rơi khoảng 35m nha. Đúng không ạ? Nãy em quay mấy vòng ạ? Nhưng mức chừng là cho là 35m đi. Ok, 35m. Một cái cự ly khá là xa nên em sẽ quan sát từ đây tới cái sầu riêng kia. 35m cho một khoảng cách gần 2m4, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời cả nhà, 35m nha. Bây giờ em sẽ ném cái con mồi 11g nha. 11g để xem nó bay được bao xa. Nó dính hết sơn đây luôn cả nhà. Rất kinh dị luôn. Kinh quá. Rồi. Bây giờ em sẽ ném thử cái mẫu 11g sẽ có bay xa hơn không nha. Thì nên nếu mà 11g thì mình sẽ cân mồi lại. Đây. Cân mồi lại. Rít quá rồi. Cái sơn nó vô dây luôn này nè. Rít dây lại luôn này. Mồi nó không xuống được luôn nha. Vì sơn vào trong. Sơn này nó chưa được khô. Nên là nãy giờ em ném nó không được xa đó. Vì dính sơn này. Thôi cứ chơi đại ha. Rồi. Chiến đấu nha. 11g. Ôi dồi. Vẫn bị dính sơn nha. Nếu không dính sơn là em nghĩ ném xa lắm á. Rồi để em xem thử bao nhiêu mét nha. Theo em. Đây cả nhà, để thẳng dây luôn nha. Gần 40m kìa. Gần 40m, thêm được có 5m à. Khả năng là do bị dính sơn rồi cả nhà. Chứ em nghĩ là nếu mà điều kiện ok thì có thể ném được khoảng 45m ấy. 45 đến 50m. Rồi. Vậy là em An cũng đã test xong cái phần ném mồi xa bao nhiêu mét nha. Đấy, không test nữa thôi nha. Tại vì test nữa nó dính sơn, nó càng dính sơn nhiều nó càng rít thôi. Nhưng mà sơn em mới sơn nó chưa được khô này, nó chưa khô luôn.
Sau khi test tài tỉnh xong, test ném xa xong thì bây giờ em sẽ test đóng cá cả nhà, có sóc cá tốt hay không. Và khi mà bo cá, cảm nhận của nó sẽ êm như thế nào thì cả nhà xem clip cùng em ăn nha. Hiện tại em đang cầm trên tay là một cái bao đựng cần có bụng cả nhà. Đấy, cần máy em bỏ trên đây rồi. Tại sao em lại xài cái bao này? Thì nó bỏ cần rất tiện lợi cả nhà. Cần từ 2m4 đổ về bỏ thoải mái luôn. 1m8, 1m1 hay là 1m98 gì đó đều ok cả nhà đây. Combo em là xét sẵn rồi này, mồi HPA này. Đó. Rồi, cần máy, dây đều để sẵn nha. Khi mà mình ra combo xong á, em ăn chỉ cần là ra hồ á cả nhà, em ăn chỉ cần cắm cái ngọn vào gốc. Và như vậy là có thể ném được rồi nha. Rất là nhanh và không tốn thời gian nha. Tầm 5-10 giây thôi là mình đã ra cần xong rồi. Và như vậy là mình ném thôi anh em ơi, rất là đơn giản lắm. Một cái túi vừa rẻ vừa tiện lợi cho anh em làm thủ. Anh em nào cần thì có thể nhắc vào giỏ hàng để ngồi em mang cái túi nha. Rồi em mang cái câu để xem những cần. Game Phát 2 này nó bo cá tốt hay không và đóng cá nó sóc được không nha. Cá tháp anh em ơi. Yeah. Phê phê phê. Đúng rồi. Trời ơi phê quá cả nhà ơi. Yeah. Rồi nó dậy kìa, thả chưa. Ui dồi. Ui dồi, này trà anh em ơi. Ui. Phê phê phê. Quá đã luôn. Vô rồi. Ui dồi nặng. Ui dồi. Sao mà nặng thế. Ui. Ui, quá phê anh em ơi. Báo cá nha. Mồi HV nha. Con này cũng thuộc dạng Hugo này. Đã chưa? Chờ xíu lấy kìm kẹp nha. Quá đã cả nhà ơi. Đấy. À, Tết cần có vài đường đầu tiên đã lên hàng rồi. Cần cong đều rất là ok luôn. Đấy, cá này lớn rồi nha. Nảy trà, nảy sen đều ok hết nha. Đây. Ok, ngon lành. Mồi HV nha. Mở vỏ thôi. À, sẵn có cái túi thì em cũng review cho cả nhà xem luôn cái túi đựng cá của em mang ha. Đây. Sẵn lên hàng thì em review cái túi cái này rồi. Đây là cái túi đựng cá nha, túi chống móm rồi nha. Nó làm bằng cách nhiệt cả nha. Đây là cái lớp cách nhiệt mà cả nhà hay dùng giống như trên nhà mình á, hay dùng che nắng á. Cái lớp này nó giúp cho cá nó mát hơn nha, và nó đỡ ma sát hơn thì nó sẽ ít chết hơn nha. Một cái túi rất là tiện lợi cho anh em cần thủ luôn. Đây, có những cái lỗ người ta làm sẵn để nó hô hấp được nha, nó có không khí á. Đây, anh em một cái túi này anh em đựng cỡ 30kg, 40kg cá lóc thoải mái luôn. Đây. Đấy. Rồi em cho nước vào nha. Em cho nước vào đó. Ok. Ui. Đây. Vừa lên cá. Đấy. Giờ mở cho anh em xem nha. Đựng nước rất ok, không bị thoát nước. Review túi đựng cá cho anh em cần thủ nha. Vừa lên cá xong review luôn đây. Đấy. Đựng nước thoải mái luôn nha. Đấy. Đựng cá ok luôn. Con này tầm 9 lạng nha. 9 lạng nha. Cũng thuộc dạng Hugo rồi đó. Đây. Một cái túi cách nhiệt này, đây là lớp cách nhiệt này. Giúp cho anh em cần thủ mình câu cá nó không bị sốc nhiệt á. Nó sẽ bảo vệ cá nó mát. Những cái lỗ này giúp cho thông hơi nè. Đó. Đựng cá anh em để cả ngày thì ok ha. Túi thì giá rất rẻ thôi. Anh em nào cần có thể vào giỏ hàng của em mang nha. Rồi, em An cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em An nha. Hy vọng là cả nhà thích cái mẫu cần mới của bên em An cũng như là những cái sản phẩm đồ câu của bên em An nha. Anh em nào cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo là 0356163121. Em An cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào cả nhà nha.